Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Mình phải mời đàn trong bệnh viện. Vừa phôi bị suy hô chưa? Em bé quậy. Em mà đau bụng nên vô kiểm tra em bé. Bây giờ đang nằm đo liên tâm đồ. Nói chung là scan này, siêu âm mà làm tâm lâm hết rồi. Bây giờ đang là 10 giờ tối. Lần chi không hả? Bên dần thì chị mình đang coi anh em mày ở đây. Nói chung scan siêu âm hết rồi, mọi thứ là bình thường hết, không có gì hết. Bây giờ chị đợi cái đo điện tâm đồ, đúng không? Điện tâm đồ em bé đá. Bây giờ đo điện tâm đồ xong là ok là được về. Mà chắc khoảng 12 giờ đêm mới được về quá. Đang ngồi đây rảnh không có gì làm. Mình với em bé ngồi chơi. Buồn ngủ quá trời hai đứa luôn. Rất là khát. Nhưng mà em bé quan trọng mà. Mẹ và con em ba không sao hết. Để xin tay baby viết đi. Mai đi mà đi mà. Từ nhà, từ chỗ này mà ra như nhà mình là khoảng 30 cây số. Sẵn quay cái phòng bệnh viện cho mọi người coi ha. Phòng này nằm có hai người ha. Để xem đi. Đấy, ok, để nó quay nha. Đây là mami của Nam. À, em à. Con bự nè. À, cái máy này có máy đo tâm đồ ha. Đây là trên đo nhịp tim em bé nè. Nhảy lung tung nãy giờ 100 bóng máy. Ê, mất tiêu rồi. Đó, 100 máy nè ha. À, phòng này có một mình nhếm mà. À, mất rồi. Thôi sửa rồi. Em bé nó bò tới bò lui. Đó, lên lại nè. Cái phố thôi click vô lên nè. Bấm dưới nè. Rồi, ok. Đang dịch corona nè, nên ai cũng phải đeo khẩu trang hết nè. Bà bầu với lại ông ba luôn. Ok, em mà có một cái juice nè, cái này là bàn nè. Đây thì chỗ rửa tay, rồi xà bông, găng tay, giấy ha. Đây, phòng nè, phòng rất là gọn luôn. Đó, có mình với em mà thôi. Ở đây thì cái này là cái ghế sofa ha, nhưng mà là cái giường, mình kéo là cái giường luôn cho ông ba ngủ. Đây, bạn Vinh đây, hello. Ở đây có tivi, thêm một cái ghế nữa, nếu có người tới thăm là cái bàn. Cái này máy đo tìm đồ ha. Ở đây nè, có cái toilet nè, bự chà bá luôn. Người ta đang để đèn dịu xuống ha. Mình cũng đuối lắm rồi, sẵn quay cho mọi người coi thôi. Hôm nay hơi tối một tí ha. Đây bồn rửa tay, cồn, xà bông, giấy, khăn tay. Đó, toilet. Đây. Toilet này á, là dành cho người... Bà bầu luôn nè, hai cái này hai cái tay để mà thấy không? Để dịnh đứng lên. Bên này có một cái luôn. Và đây có một cái nút đỏ nè. Có chuyện gì á, kéo cái này một cái là y tá người ta chạy vô người ta coi đi. Đó, đây có bồn tắm nè. Ha. Giỏ đồ đồ này để cây cạo nước. Ở đây thì mình có tã người lớn, tã con nít. Ở đây hết, hoàn toàn miễn phí ha. Ở đây có công chúa ngủ trong rừng đây. Hello, 36 lít chứ. Kể em mà ngủ một xíu đi. Nhưng mà bây giờ em mà đang canh. Thấy tay em mà có cái này nè. Mỗi lần em bắt em phải đạp một cái là phải bấm một cái. Hand spark. Yeah. À, chịu khó đi. 15 phút nữa. Rồi được ra. Kể sân cho lời cho con số. Hát cho em mà ngủ vậy. Con ơi, ngủ ngon. Baby go go. Mình cũng tranh thủ. Ôi, bé đá nè. À, mất nè, từ. Mất nhịp tim rồi. Đâu rồi. Rồi, lên lại nè. Tiếp tim lên nè. Để xíu nha. À, ra baby nè. Con người lớn như có 40 mấy à. Của em bé 100 mấy rồi. Ủa, mất rồi. Ở đây. Bà lắng hay bên thôi. Bà lắng hay bên không? Mẹ baby. Mẹ baby. Mẹ baby. Khoảng 6 tháng rưỡi nha mọi người. 3 tháng nữa. Tới nhà sinh. Chưa vậy nó quậy rồi. Đá bùm 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 bùm.
Đâu thiếu người ta không sẽ xin phân à, đều ok. Em đâu xuống ok, bây giờ em đó bụng ha, mình đi xuống căng tin mua đồ ăn cho bà bầu ha, để quay vòng vô coi, tại bây giờ nửa đêm mà nên cái bên biển nó vắng tanh nào ngoài đó. Ok, mà ra ngoài là phải bịt khẩu trang rồi. Đi vòng ha. Ra ở bên này này. Đang tắt hoài á. Đây, em nằm ở phòng 12. Rồi, đi xuống căng tin. Mình không cầm cái chống rung nha, có thể bị rung rồi đấy. Đang nửa đêm ở bệnh viện vắng tanh. Mà bệnh viện đây nó sáng trưng hả? Không có sợ. Mình nhớ hồi xưa mình nằm ở bệnh viện Nam, tối sợ ma thấy bà. Ha, mình bệnh viện không có ai á. Lên xuống căng tin ha. Ha. Bên này. Bên này. Quên có bệnh viện không? Rồi, ra không ấy. Đi xuống tầng không. Ở đây có một cửa ha, đi vô cửa này. À, mình ra là đây, cửa này. À, đang có rố nào nè. Thang máy được maximum 4 người thôi. Rồi, xuống rồi, xuống bên trời. Cái căng tin còn mở không? Thấy bà đang căng tin đóng à. Căng tin đóng rồi. Rồi. Chắc giờ nó bán nước thôi. Nó mua nước là đâu cần đâu. Này đóng luôn. Ở đoàn rồi. Rồi đi kiếm đồ khác. Rồi, căng tin đóng rồi, 9 giờ tối mới mở. À 9 giờ sáng mới mở. Đóng như ở trên đây cái khu dành cho bà bầu mới đẻ có đồ ăn, nhưng mà chỉ dành cho bầu mới đẻ thôi. Không? Giờ mình lên lại để hỏi y tá thử bầu đói bụng ăn nhiều. À, mình lên lại này nửa đêm lên thang trong bệnh viện. À, ra đây. Này xưa đẻ bên trần cũng là khu này. Nửa đêm mà Vinh cũng đi lang thang thôi. Chắc có đồ ăn cho mình để kiếm. Rồi, hai các bạn. Bây giờ mình phải mà đi về đây, không có gì hết. À, em bé khỏe, em mà khỏe. Chỉ có mình với em mà ở buồn ngủ thôi. Bây giờ phải ráng thức chạy về 30 cây số về nhà ngủ. Ok. Rồi, chào tạm biệt mọi người. Hi hi. Em mà đói bụng nha, phải đi kiếm đồ ăn nha. Ok, rồi. Hi hi.